Xin chào bà con, chào mừng bà con đã quay trở lại kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Bà con thân mến, trong chăn nuôi bò sữa, việc duy trì sản lượng sữa cao liên tục cho đàn bò là một việc rất khó khăn vì nó có quá nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sản lượng sữa của bà con như là dinh dưỡng này, môi trường này, bệnh tật này. Nhiều bệnh trên đàn bò bà con có thể dễ dàng nhận biết và đưa ra biện pháp phòng trị như là bệnh viêm vú, viêm móng, viêm phổi. Tuy nhiên, đối với bệnh ketosis thì bà con rất khó để nhận biết bệnh này. Vì khi mắc bệnh thì đàn bò có những biểu hiện không rõ ràng, có những biểu hiện rất nhẹ như là mệt mỏi này, giảm ăn này. Đối với những con nặng hơn thì bà con có thể nhận biết được ở hơi thở và nước tiểu nó sẽ có mùi acetone. Đây là một bệnh phổ biến, không gây chết cho đàn bò nhưng gây thiệt hại rất lớn đến kinh tế của người chăn nuôi bò sữa. Vậy nguyên nhân gây ra bệnh ketosis là gì? Điều gì sẽ xảy ra đối với bò sữa khi mà lượng sữa thì tăng lên, còn khi thu nhận thức ăn đối với đàn bò lại giảm xuống? Điều đó gây ra rối loạn dinh dưỡng trong cơ thể bò. Rối loạn dinh dưỡng này thường xảy ra đối với bò sau sinh từ 3 tuần, gây ra hiện tượng hạ canxi huyết trong máu, nhiễm toan âm đạo, bò mệt mỏi, chết lặng, thiếu hụt năng lượng và bò chuyển sang thể bệnh ketosis. Vậy ketosis là bệnh gì? Chúng ta phải hiểu rõ ketosis thực chất là bệnh rối loạn chuyển hóa trong cơ thể đàn bò. Trong giai đoạn sau khi đẻ, cơ thể đàn bò cần rất nhiều năng lượng như là glucose, lipoprotein để tạo sữa. Nhưng việc hấp thu và bổ sung thức ăn trong giai đoạn này thường không đủ và cơ thể bò phải huy động cái chất béo dự trữ trong cơ thể. Việc chuyển hóa chất béo bất đắc dĩ này khiến cho bệnh ketosis hình thành trên bò sữa. Vậy ketosis thường xảy ra khi nào? Từ 2 đến 6 tuần sau khi sinh, đó là thời kỳ mà lượng sữa tăng rất cao nhưng thu nhận thức ăn của bò là thời kỳ này lại giảm và nó gây ra hiện tượng hạ đường huyết, thiếu hụt năng lượng. Đối với những con bò quá béo, thừa cân thì thời điểm xảy ra là từ 5 đến 10 ngày sau khi sinh. Thời kỳ này hay bị thiếu hụt năng lượng do thiếu hụt glucose, do cơ thể bò đã gan nhiễm mỡ và quá trình tổng hợp glucose không đủ. Vậy tác hại của bệnh ketosis như thế nào? Bà con chú ý nhé. Thứ nhất, đó là thiệt hại về lượng sữa. Cụ thể rõ nhất bà con nhận thấy đó là thời gian cho sữa đỉnh cao của con bò đấy, nó bị ngắn lại. Thứ hai, đó là các bệnh như là bệnh viêm vú, viêm tử cung, bò dễ mắc hơn và gây cho bò khó thụ thai, khó đẻ ở những lứa tiếp theo. Thứ ba là gây suy giảm hệ miễn dịch trong cơ thể bò, khiến cho bò dễ mắc bệnh hơn, tỷ lệ tử vong của bò tăng lên và thể trạng của bò thì giảm đi. Bà con chú ý, theo thống kê thì hiện nay 70% thiệt hại của bệnh ketosis ấy là bà con không nhận thấy được, không nhìn thấy được, không cảm nhận một cách rõ ràng. Đây đúng là một bệnh sát thủ thầm nặng trong chăn nuôi bò sữa mà bà con chú ý. Ketosis không gây tác hại rõ ràng, thầm lặng nhưng gây thiệt hại kinh tế rất lớn đối với bà con chăn nuôi bò sữa nhà mình. Vậy giải pháp điều trị bệnh ketosis là gì? Ketosen là một trong những sản phẩm nổi bật nhất của Interchemie Hà Lan. Hà Lan là một đất nước rất mạnh về chăn nuôi bò sữa và ketosen là một sản phẩm được đánh giá rất cao trong giải pháp điều trị bệnh ketosis. Vậy thành phần trong ketosen là gì? Glycogen là một tiền chất glucose, cung cấp nhanh năng lượng cho cơ thể bò, giúp bò điều chỉnh lại quá trình trao đổi chất tạo glucose và để đáp ứng năng lượng trong cơ thể bò. Bà con có thể hiểu glycogen trong ketosen này giúp cho cái nhà máy sản xuất sữa trong cơ thể bò đó sắp xếp bôi trơn lại quá trình hoạt động, dọn dẹp các rác thải và loại bỏ những cái tồn dư gây hại trong cơ thể bò. Nhóm thành phần tiếp theo trong ketosen đó là vitamin nhóm B. Vitamin B có tác dụng kích thích ăn uống, tạo cảm giác thèm ăn và tăng lượng thức ăn thu nhận, tăng dưỡng chất cho cơ thể bò. Trong ketosen này còn bổ sung một nhóm chất tăng cường chức năng gan thận, chuyển hóa mỡ trong gan và đào thải độc tố khỏi cơ thể bò. Ketosen là một sản phẩm tổng hợp đồng bộ giúp cho bò khỏe mạnh, phòng và điều trị bệnh ketosis rất hiệu quả. Vậy dùng ketosen khi nào? Bà con chú ý phòng bệnh này một cách tốt nhất. Điều phòng mà bên dùng ketosen mà Dr. Vet khuyến cáo cho bà con đó là trước khi đẻ 5 đến 10 ngày, bà con hãy dùng 250ml cho một con trên một ngày. Nếu bà con cho uống hàng ngày, uống thường ngày đó, thì bà con nên sử dụng từ 10 đến 20 lít trên 1 tấn thức ăn tinh nha bà con. Còn khi bò bị bệnh thì bà con hãy sử dụng 500ml ketosen trên một con trên một ngày. Như vậy Dr. Vet vừa chia sẻ cho bà con về bệnh ketosis, một sát thủ thầm lặng trong chăn nuôi bò sữa của bà con. Chúng tôi đã đưa ra phương pháp phòng và điều trị phù hợp nhất cho bệnh này. Bà con chú ý,
Mọi thắc mắc bà con có thể bình luận ở phía dưới video hoặc gọi cho số hotline của Dr. Vet 0982220717 để chúng tôi tư vấn kỹ hơn cho bà con. Xin chúc bà con chăn nuôi bò sữa ngày một thành công.